Đức Tiến xin chào tất cả mọi người đang theo dõi kênh YouTube Radio Đồng Ca Nhỏ. Ngày hôm nay Đức Tiến muốn giới thiệu tất cả mọi người một cái sáng tác. Sáng tác này nó đặc biệt là bởi vì nó không được viết từ cái cảm xúc bình thường của Tiến nữa, mà nó là một sự đề nghị của đài Tiếng Nước Tôi, là một cái kênh radio, một cái đài radio ở bên Úc Châu đang phát triển một cái chương trình online live stream trực tiếp ở trên YouTube cũng như là những kênh mạng xã hội khác với chủ đề là nối tiếng hát Việt. Và Tiến đã viết cái ca khúc này và giữ cái tên của chương trình là nối tiếng hát Việt và đặt cho đó là tựa đề của bài hát. Thì nối tiếng hát Việt là như thế nào? Nó là một cái chương trình mà người tổ chức đơn cử là chị Giáng Thơ là người kết nối với những người anh em nghệ sĩ ở trên toàn thế giới, không chỉ riêng ở Úc hay là ở Việt Nam mà các quốc gia khác, kết nối qua làn sóng internet để có thể gặp gỡ nhau trên phần live stream của Facebook, chia sẻ những cảm xúc sáng tác, tác giả, tác phẩm. Tinh thần của cái nối tiếng hát Việt chương trình này, nó là một trong những cái tinh thần mà Tiến cảm thấy rất là hay và ý nghĩa, là bởi vì vượt qua cái giới hạn về mặt địa lý, cũng như là vượt qua cái giới hạn về thiết bị âm thanh điện tử hay là kỹ thuật để tạo nên những sản phẩm tốt nhất, vượt trên tất cả những điều đó, thì nối tiếng hát Việt của đài Tiếng Nước Tôi Úc Châu đã mang đến cho tất cả những cái người yêu quý, những người bạn bè được gặp gỡ nhau trong cái tình thân hữu, dẫu xa cách nhưng mà vẫn thật gần. Nối tiếng hát Việt mà ca khúc Tiến viết cho cái chương trình này thì với cái thông điệp là nối tiếng hát Việt, ơn của mẹ cho chúng ta cái lời ru, cho chúng ta tiếng nói đầu đời, cho chúng ta những cái ca dao tục ngữ, những điều tốt đẹp của một người Việt được trưởng thành từ thời thơ ấu, dẫu qua bao nhiêu những cái thăng trầm vẫn không thể nào quên được cái cội nguồn của mình, dù có cách xa địa lý như thế nào. Và sau tất cả những cái cuộc sống tha hương ở những nơi xa xôi về mặt địa lý như vậy, trên tinh thần là những người yêu nước Việt, và nối tiếng hát Việt là cách để nối lại những yêu thương, nối lại cái tình đồng bào, nối lại lịch sử, nối lại văn hóa cho những ai mà vẫn còn ở nơi xa xứ, để cảm thấy được một chút gần gũi trên quê hương khi họ được tham gia cái chương trình của đài Tiếng Nước Tôi. Thì ca khúc này Tiến viết cũng nhanh và gửi cho nhạc sĩ hòa âm, đó chính là nhạc sĩ Tuấn Khanh, rồi Tiến thu, và được phát vào chương trình vào ngày Chủ nhật lúc 7 giờ tối giờ Việt Nam. Thì hy vọng là mọi người có thời gian là mọi người cứ đón xem. Và ngày hôm nay tại sao mà Tiến giới thiệu cái ca khúc này, mặc dù chương trình đã phát triển được nhiều năm, thì Tiến phát là cái ca khúc này như một cách để tưởng nhớ một người bạn, một người em của Tiến ở bên Úc Châu, cũng là một người Việt Nam sống tha hương, là một ca sĩ ở nơi đất khách rất năng nổ và biết tạo cho mình những cái thế đứng, tạo cho mình một cái vị trí cũng như là những cái nơi sinh hoạt văn nghệ để tạo giúp cho những đồng nghiệp cùng phát triển, đó chính là ca sĩ Hoàng Phúc Minh. Và cách đây 3 hôm thì một cái tin gần như là làm cho những người yêu mến ca sĩ Hoàng Phúc Minh ngỡ ngàng và đau xót và thương tiếc vô hạn, là Hoàng Phúc Minh đã ra đi khi ở cái tuổi đời còn khá trẻ. Với cái nguyên nhân ra đi thì có lẽ
chính quyền sở tại ở bên Úc cũng đang điều tra. Nhưng cái việc ra đi đã ra đi rồi, nó làm cho những cái cuộc hẹn hò của Tiến với lại ca sĩ Hoàng Phúc Minh có những cái dự án âm nhạc với nhau để kết nối cái tinh thần người Việt trong âm nhạc, nối tiếng hát Việt. Thì bây giờ phần nối tiếng hát Việt của Tiến với lại Hoàng Phúc Minh cũng như nhiều anh chị em nghệ sĩ khác đã không còn có thể nối được với lại Hoàng Phúc Minh. Ca khúc này như là một cách để tưởng niệm Hoàng Phúc Minh, là một người tài năng, giỏi giang. Em đã không thực sự là may mắn khi đã ra đi vào thời điểm mà tuổi nghề cũng như là tuổi đời đang độ sung sức nhất. Hy vọng rằng trong cuộc sống chúng ta sẽ không nhận nhiều những cái nỗi đau thương, nhất là trong cái mùa Covid mà vẫn còn giăng bẫy đời nhau những cái số mệnh mong manh có thể bị tước đi khỏi cái cuộc sống này bất cứ lúc nào. Bây giờ không để cho mọi người đợi lâu, ca khúc Nối Tiếng Hát Việt, một sáng tác của Tiến dành cho Đài Tiếng Nước Tôi Úc Châu, như một cách để giới thiệu chương trình, một chương trình rất ý nghĩa dành cho người Việt trên toàn thế giới, được phát trên live stream trên Facebook chủ nhật hàng tuần vào lúc 7 giờ tối giờ Việt Nam. Mọi người tiện thể thì có thể theo dõi Đài Tiếng Nước Tôi Úc Châu. Và đặc biệt nữa là ca khúc này tưởng niệm một phần không còn có thể kết nối được với tiếng hát của Hoàng Phúc Minh, nhưng vẫn hy vọng và vẫn mong chờ ngày nào còn nghe ca khúc này, ngày đó sẽ còn nhớ đến những người Việt xa xứ, những người có những số phận đáng thương như Hoàng Phúc Minh, để chúng ta cùng nhau san chia lòng yêu thương và bác ái trên toàn cõi mà chúng ta có thể dàn trải và chia sẻ với mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Và bây giờ mời mọi người cùng nghe ca khúc Nối Tiếng Hát Việt. Nói tiếng hát Việt, giữa tiếng nước ta.
đầy tiếng nói, còn lại đây thanh âm của tiếng nước tôi. Tình người bao thương mến, chờ một mùa gió lên hòa vào cánh diều quen tiếng hát người Việt Nam. Rồi hay đại dương xa bờ khói cũng về gần cùng tiếng nước tôi, nói tiếng hát Việt ơn mẹ buổi đầu từng lời ru còn mang vào ngày sau giữ thơm tiếng mẹ của nhau, nói tiếng hát nói lời ru cho sáng lên đời kia.